Giờ cả nhà mình đi chơi thôi. Bây giờ cả nhà bắt đầu đi chơi đi mọi người ơi. Vui lắm nha mọi người ơi, Hà Nội mà. Và bây giờ là cái mùa mà đang hơi nóng thôi chứ không đến nỗi là nóng lắm đâu, nhưng mà rất là xuất sắc, mọi người thấy không? Một ngày mà để được đi bộ ở ngoài Hà Nội thì thôi rồi á. Tối nay cả nhà sẽ đi chơi Hà Nội chút xíu, Hà Nội hơi nóng. Mình Mí mới vừa ra là đã bị thò lò mũi rồi. Quá vui luôn mọi người thấy không? Chưa bây giờ nghiệp đi bộ về, nhưng mà bây giờ đi bộ về cảm thấy wow, cảm giác thật là tuyệt vời. Nhất là đi với lại gia đình nữa. Năm ấy, năm chào năm mọi người nè. Năm chào đi. Hôm nay là quốc nghiệp và anh Ngọc Sang. Minh Sang. Minh Sang hả không? Trương Minh Sang. Đây là một người bạn mà giống như là bạn gái của nghiệp vậy. Lúc nào mà nghiệp ra Hà Nội á là nghiệp đều gọi cho ảnh hết á. Và anh luôn luôn take care cho nghiệp, cho nên là giống như vợ vậy đó, kêu là Ngọc Sang không à. Ra đây mà không gọi điện á hả, tìm mấy khách sạn là thiến luôn. Hà Nội hơi nóng chút xíu, cái không khí hơi nực nực một tí, nó rất là oi á. Thì Mí mới ra là đã bị hơi sổ mũi rồi. Bây giờ cả nhà đi ăn nè, đi bộ thôi, hưởng không khí Hà Nội chút xíu. Bởi vì gia đình đi ra Hà Nội cũng không được lâu, mấy em nhỏ này mà đi lâu con bị thay đổi thói quen ăn uống đó. Trời ơi, có tin rằng là Mí cả một ngày không ngủ, sáng tới bây giờ chưa ngủ luôn á, mà mặt vẫn còn tươi như hoa vậy đó. Được đi chơi là chị ta rất là hớn hở đó. Mí chào mẹ bỏ được đâu. Không bỏ được đâu. Yeah. Yeah. Đâu? làm đâu đúng không? Nó con nó có cực cái của con, nó có cái vui của cái của con nha. Đó. Đâu phải ai cũng muốn làm rớt rồi rớt được đâu đúng không? Cậu 40 đúng không?
Trang ơi, Trang, Trang ơi, cái này chụp ảnh cho mình xong nào. Đó, hôm nay gia đình dính một cục chơi quá lớn. Đi tới mà bây giờ mọi thứ đều đóng cửa hết rồi. Mí cũng ngủ, Hùng Tâm cũng sắp xỉu luôn rồi. Đó, mọi người thấy không? Không có ai ngoài gia đình này. Nhờ anh bảo vệ tốt bụng mở cửa dùm cho nè. Chơi quá lớn luôn hả hôm nay? Anh bảo vệ quá dễ thương luôn. Cái nám thì xỉu hết rồi. Chuẩn bị. Ngày 1 ở Hà Nội đã quá thành công. Cảm ơn anh. Giờ thì Hùng Tâm đã ngồi ở ngoài đường đang đợi taxi đây. Còn trong một diễn biến khác thì khi em đi ở bên đây ở Vitas anh nha sư. Ở đây là quốc nghiệp. Yeah.